10 thói quen khiến bạn nghèo đi từng phút. Bảo sao làm vất vả cả đời mà tiền bạc vẫn đội nón ra đi, nghèo vẫn hoàn nghèo. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, các bạn có thể thấy mình dễ dàng bị thất thoát cái tài sản, khó kiếm tiền, hoặc là toàn bộ cái vượng vận tài chính thì đều không được tốt. Vậy mà phong thủy có một số cái thói quen tưởng chừng như là vô hại lại chính là cái nguyên nhân gây nên cái tình trạng này. Và các bậc thầy phong thủy cũng cho rằng có những cái sai lầm đại kỵ trong phong thủy mà các bạn nên tuyệt đối tránh. Nếu như mà đang phạm phải thì quý vị hãy sửa đổi ngay lập tức, kẻo tiền bạc lần lượt đội nón ra đi hết. Lúc đó dù cho các bạn có vất vả ngược xuôi làm lụng tích lũy thế nào thì cũng khó có thể giữ được thần tài ở lại. Và tiền bạc thì cũng cứ tự động đội nón ra đi. Vậy thì đó là những cái thói quen gì và quý vị cũng cần phải làm gì để tránh được những cái điều hung họa này? Tất cả sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quý vị nhé. Tiền bạc sẽ đội nón ra đi nếu các bạn tiếp tục giữ những cái thói quen này. 100 người thì 99 người mắc phải. Thưa quý vị, cái thói quen đầu tiên mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ đó là gì? Rung lắc chân khi mà ngồi. Thưa quý vị, về cách đứng cách ngồi, nó thể hiện một phần là tính cách của con người các bạn. Do đó các bạn nên ngồi và đứng đúng cách. Tuy nhiên ấy, nhiều người trong cuộc sống không thể tự làm chủ được cái việc này. Và khá nhiều người thích rung lắc một hoặc là cả hai chân khi mà ngồi hoặc là khi vắt chéo chân. Đấy. Thưa quý vị, theo phong thủy ấy, thì những người có cái thế ngồi tựa ra sau, hai chân thì gác chéo lên nhau, hoặc là gì tựa một điểm nhưng lại gì rung chân đưa theo nhịp. Đây là những người thường khô khan về mặt tình cảm, tài năng thì yếu kém nhưng lại thích khoe khoang và phô trương. Nhiều người thích rung lắc một hoặc là cả hai chân khi ngồi hoặc là bắt chéo chân, rung đùi. Thêm vào đó, những người này còn hoang tưởng cho rằng có thể lấy cái tướng cách này để mà lừa bịp tìm được những cái người khác. Mọi người thường cảm thấy thoải mái khi mà ngồi làm việc với tư thế này. Nhưng mặt khác ấy, đôi chân run sẽ rũ bỏ đi cái sự may mắn trong cái lĩnh vực tiền bạc của các bạn. Và đây chính là một trong những cái thói quen khiến cho tiền bạc thất thoát, đội nón ra đi và làm mãi mãi vẫn hoàn nghèo. Thứ hai là có quá nhiều túi trên quần áo. Thưa quý vị, cái cuộc sống này hiện đại, nhu cầu ăn mặc và cái gu thời trang của con người cũng sẽ thay đổi theo cái chiều hướng bắt kịp cái xu thế của xã hội. Và ngày nay quần áo được thiết kế rất là sáng tạo với nhiều cái phong cách. Điều đó sẽ không có gì đáng nói nếu như mà chúng không có liên quan đến phong thủy. Những cái kiểu quần áo lỏng lẻo với quá nhiều cái túi nằm rải rác từ trên xuống dưới là cái biểu tượng của sự kém may mắn trong cái việc kiếm tiền. Kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn. Các bạn không muốn mà tiền bạc bị phân tán thì cũng không nên mặc cái loại quần áo như này quý vị nhé. Quý vị hãy hạn chế mặc quần áo có nhiều túi đấy, thì tài lộc cũng sẽ đến với quý vị nhiều hơn. Thứ ba là lãng phí nước. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì có câu là gì? Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Tức là cái nước nó chủ quản về cái tài lộc. Nhiều người không quan tâm nhiều đến cái nước đóng chai và đôi khi vứt đi sau khi uống một nửa hoặc là gì chỉ nhấp vài ngụm đã bỏ đi. Thậm chí là bỏ đi sau cái ngụm đầu tiên. Cái hành động này không chỉ giới hạn ở cái nước đóng chai mà còn xảy ra ở cái việc là uống nước máy. Khi mà khách đến nhà mời nước ấy, thì chỉ nhấp môi hoặc là cứ đặt xuống đó cho xong sau lại đổ đi, rất là lãng phí. Một số người còn thường xuyên lấy một cái cốc nước lớn nhưng mà không bao giờ uống hết hoặc là chỉ nhậm một ngụm rồi lại đổ đi. Trong phong thủy, nước đại diện cho cái sự giàu có và cái sự may mắn trong cái việc kiếm tiền. Cái lượng nước các bạn đổ đi thực sự là từ chối đi cái vận may mà mình đang có về cái mặt tiền bạc. Làm thế nào để các bạn có thể gặp may mắn giàu có nếu mà cứ giữ cái thói quen này? Như quý vị nhá, nên là gì? Ăn uống phải tiết kiệm mà phải gì? Uống hết. Đấy. Và giữ cho nước nó luôn được trong tình trạng là gì? Uống hết, không bị bỏ bê giữa chừng quý vị nhé. Thứ tư là bỏ bê những loại cây mang lại may mắn. Thưa quý vị, nhiều người thích đặt một số cái cây xanh trong nhà, đặc biệt là những cây có thể mang lại cái may mắn như là tre, trúc, lộc vừng hay là cây vạn thọ, cây bồng lai vân vân. Tuy nhiên một số người đặt một vài cái loại cây ngẫu nhiên ở trong phòng không có ánh sáng mặt trời và bỏ bê chúng trong một thời gian dài mà không hề tưới tắm hay là chăm sóc, dẫn đến sự héo tàn của cây.
Không thể phủ nhận rằng những cây xanh sẽ mang lại cái may mắn cho các bạn khi mà các bạn mang chúng về nhà. Tuy nhiên ấy, nếu như mà các bạn không xử lý chúng đúng cách, cái từ trường, cái năng lượng của cây đó cũng sẽ không được phát huy. Đừng nghĩ rằng chỉ cần trồng một cây phong thủy trong nhà là sẽ có tiền, mang lại cái may mắn về tiền bạc và tài lộc. Nếu các bạn không chăm sóc cẩn thận đúng cách thì hãy nghĩ xem một cái cây vàng úa, một cái cây chết trong nhà nó có sẽ mang lại cái may mắn cho các bạn hay không, thậm chí nó còn mang lại cái hung họa xui xẻo nữa. Vậy nên quý vị hãy chăm sóc, chú ý đừng để cho cây khô héo và chết quý vị nhé. Thứ năm, cửa sổ đối diện với con đường dài và thẳng. Thưa quý vị, có quá nhiều cửa sổ gia đình sẽ gặp nhiều cái điều không may mắn. Nếu như mà cửa sổ ngôi nhà nó lại đặt đối diện với một con đường dài lê thê nhìn không thấy cuối đường. Theo các chuyên gia phong thủy thì cái bố cục này tạo ra một cái tâm lý bất an. Không những thế, nó còn được coi là cái điểm xấu mang đến cái sự xui rủi và bất lợi cho các thành viên trong gia đình. Căn phòng càng có nhiều cái cửa sổ thì cái vượng khí vào nhà sẽ càng dễ dàng đi ra ngoài theo cửa sổ kia, khiến cho tài lộc bị tiêu tán. Gia chủ chỉ cần bố trí một cái lượng cửa sổ vừa phải, kích thước thích hợp để các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy là thoải mái, dễ chịu khi mà sinh hoạt trong nhà quý vị nhé. Thứ sáu, coi thường tiền lẻ. Quý vị thân mến, nhiều người vì giàu có mà coi thường những cái đồng tiền và vô tư vứt chúng khắp nhà, từ giường ngủ, bàn làm việc đến những cái học tủ vân vân. Thậm chí là một số người đi ra ngoài thấy tiền lẻ thì cũng chẳng thèm nhặt mà còn gì lấy chân dẫm đạp lên. Chính cái hành động đó có thể coi là coi thường thần tài. Đường tiền bạc của quý vị cũng sẽ bị xấu đi. Tiền lẻ cũng là tiền, đúng không ạ? Tại sao chúng ta không xếp gọn chúng vào một chiếc hộp ấy? Bởi biết đâu tới cuối năm chúng lại thành một cái số tiền lớn, đúng không ạ? Ông bà ta cũng có câu là gì? Tích tiểu thành đại. Cái số tiền các bạn nhỏ cũng sẽ mang lại một cái số tiền lớn khi mà chúng tích góp đủ dần đủ lâu quý vị nhé. Thứ bảy là gần nhà có đền chùa nghĩa trang. Quý vị thân mến, nhiều người nghĩ đình chùa miếu mạo nghĩa trang là cái nơi tôn nghiêm, xây nhà ở cái khu vực này sẽ đón nhận được cái điểm lành, tránh được những điều xấu, tránh được kẻ trộm cắp cũng như là tránh được những điều hung họa. Thế nhưng theo phong thủy thì ở gần những nơi này thì âm khí nó quá nặng. Trong khi ngôi nhà người ở thì cần nhiều cái dương khí và ánh sáng. Nếu ngôi nhà mà rơi vào cái tình trạng âm thịnh dương suy thì chắc chắn mọi người trong nhà đều có vấn đề về sức khỏe và tài chính khó khăn, làm ăn thì cũng dễ bị thất bát. Thứ 8 là không giữ cửa chính của ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng. Thưa quý vị, cái cửa trước của ngôi nhà, của lối ra vào ấy, đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc nâng cao cái tài sản của gia đình. Và không thể thay đổi cái hướng cửa khi mà các bạn chọn cái ngôi nhà, nhưng các bạn có thể là giữ sạch sẽ nó gọn gàng. Là cửa vào chính của ngôi nhà ấy, cửa trước mang lại cái may mắn cho sự nghiệp, cho sức khỏe, giàu có và hạnh phúc. Nếu các bạn có thể giữ nó sạch sẽ gọn gàng thì may mắn sẽ kéo đến và tiền bạc cũng ùn ùn kéo về. Thứ 9 là coi nhẹ cái vấn đề của ánh sáng. Quý vị thân mến, cái ánh sáng tượng trưng cho cái yếu tố hỏa, một trong năm yếu tố mang lại cái sự hài hòa và cân bằng trong cái không gian sống. Ánh sáng mang đến nhiều cái may mắn hơn là cái bóng tối. Thường xuyên tắt điện để ngôi nhà chìm trong bóng tối sẽ không đem đến những cái điều tốt lành. Đây là cái thói quen khiến cho tiền bạc dễ bị thất thoát. Vì thế để kích hoạt vượng vận về tài chính theo cái chiều hướng tốt ấy, quý vị nên giữ ánh sáng rực rỡ trong nhà để có cái hiệu ứng tích cực hơn quý vị nhé. Thứ 10, đặt bùa may mắn sai vị trí. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người muốn treo một cái bùa may mắn để mang lại những cái điều tốt đẹp trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Hầu hết các bùa may mắn đều được dùng với mục đích là để kiếm được nhiều tiền hơn và để trấn trạch, trấn an, đấy, mang lại cái may mắn. Một số người mua bùa may mắn và đặt chúng vô tội vạ ở nhiều nơi. Điều này cũng mang lại nhiều cái tác hại hơn là cái lợi ích. Nếu mà không chắc chắn về cái vị trí thích hợp để đặt những cái lá bùa đó thì tốt hơn là quý vị nên tham khảo ý kiến của chuyên gia quý vị nhé. Nói chung, Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái lỗi lầm phong thủy khiến cho quý vị dễ bị tiền bạc đội nón ra đi, dễ bị vỡ nợ trắng tay. Quý vị thân mến, của cải hay là cái năng lực tài chính có được chủ yếu là từ lao động chăm chỉ mà ra. Nhưng mà các bạn biết không, các bí quyết phong thủy cũng có thể là giúp các bạn thu hút thêm được cái năng lượng tài chính dồi dào hơn. Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có những cái lúc mà gặp phải những điều may mắn, nhưng đôi khi ấy, sẽ liên tục gặp phải những vận xui xẻo nối tiếp. Và lúc này, thứ mà chúng ta cần nhất đó chính là cái cách hóa giải vận xui. Quý vị hãy bắt đầu bằng những việc tưởng chừng như đơn giản.
Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn hãy cảm nhận cái sự tươi mới và cái sự khác biệt trong cái vận may của mình, giúp cho cái con đường công danh sự nghiệp tài lộc của quý vị cũng sẽ được hanh thông thuận lợi hơn quý vị nhé. Và sau đây là những cách hóa giải vận xui mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là dùng muối để hóa giải vận xui. À, thưa quý vị, để thoát khỏi cái vận xui thì các bạn có thể nắm một cái nắm muối ở tay phải và ném qua vai trái của mình. Nên nhớ là vai trái nhé quý vị nhé. Còn nếu mà ném qua vai phải thì cái vận xui lại tăng lên gấp nhiều lần. Thì ngoài ra các bạn có thể thanh lọc cơ thể bằng cách tắm bằng nước muối. Đơn giản, chỉ cần thêm 2 muỗng thìa canh nước muối và nước ấm và nước tắm ấy. À, chưa biết rằng có hiệu quả thật hay không, nhưng mà ít nhất da dẻo quý vị cũng sẽ sạch sẽ hơn nhờ có cái tinh chất của muối, nó sẽ giúp cho quý vị có một cái tinh thần sảng khoái hơn quý vị nhé. Thứ hai là thắp hương. À, thưa quý vị, thắp hương hay là đốt trầm cũng là một cách hiệu quả để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những cái năng lượng tiêu cực. À, khi mà tinh thần đang tồi tệ thì quý vị có thể chọn đốt hương có mùi cay nồng như là gỗ đàn hương hay là hương hoa nhài hay là hương trầm vân vân. Đấy, khi mà thắp hương ấy thì quý vị cũng nên thắp số lẻ chứ đừng nên thắp số chẵn, kiểu lại gặp vận xui trong cuộc sống quý vị nhé. Còn nếu như mà quý vị đang gặp phải cái vấn đề trong công việc thì hãy thắp hương hoặc là đốt sông có trầm, làm cái lư sông trầm để ở trong phòng làm việc sông để hóa giải vận xui, đẩy những cái uế khí, những cái tà khí ra khỏi căn phòng quý vị nhé. Thứ ba là mang theo bùa hộ mệnh. À, thưa quý vị, bùa hộ mệnh là một cách tuyệt vời để mang lại cái may mắn cho quý vị. À, đó có thể là một chiếc dây chuyền, đó nó cũng có thể là một chiếc vòng đeo tay, đó có thể là một cái vật bất ly thân của các bạn. À, một số những cái bảo bối phong thủy phổ biến bao gồm có chìa khóa này, một chùm dây đeo chìa khóa hoặc là gì, những cái bùa may mắn, những cái kim bài thái tuế, những cái vòng tam hợp đấy cũng sẽ mang lại cho quý vị cái sự may mắn nhất định. Hoặc là quý vị có thể dùng sử dụng quả ba lá. Quả ba lá cũng là một cái biểu tượng của cái sự may mắn, mang lại cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cũng như là tình duyên, sức khỏe cho quý vị. À, thưa quý vị, đó là những cái cách để hóa giải cái vận xui và mang lại cái may mắn cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.